Hello, xin chào tất cả mọi người. Một buổi sáng tuyệt đẹp, mặt trời rực rỡ và Việt cũng muốn để cho mọi người nhìn thấy biển Adriatico ở trước mặt. Ok, như vậy là sóng rất là dịu êm và từ sáng sớm đã có nhiều người là đã ra ngoài biển để tắm. Nhưng mà quay trở lại câu chuyện của chúng ta, tức là ngày hôm qua là một ngày tương đối là vất vả, đi tham quan tất cả là ba nhà trùng nhau và làm rượu. Khởi hành từ khách sạn Supporter là 9 giờ sáng, đi tham quan một cái làng ở trên núi và sau đấy thì là xuống nhà nhà sản xuất rượu vang đầu tiên, tên là nhà sản xuất rượu vang Mara Mieho. Và mọi người cũng thấy là mặc dù là có nhận đây là nhà sản xuất rượu vang là chính, nhưng mà họ cũng sản xuất cả một chai rượu Grappa cực kỳ là ngon. Về sẽ nói về chai rượu này sau. Nhà sản xuất này họ có khoảng 66 hecta đất trồng nho và họ trồng chủ yếu là đối với lại rượu vang trắng thì họ trồng nho Chardonnay và nho Pecorino. Đối với lại rượu vang đỏ thì họ có trồng nho chủ yếu là Trebbiano là nho Trebbiano là nho trắng nữa, tức là câu chuyện là có ba dòng nho trắng, tất cả là Trebbiano, D'Abruzzo này, sau là Pecorino và Chardonnay. Đối với lại rượu vang đỏ thì cái dòng nho mà có thể nói được trồng nhiều nhất ở vùng này nó tên là nho Montepulciano D'Abruzzo, và hầu như là họ trồng dòng nho này chiếm đến khoảng 17.000 hecta trong tổng số khoảng 33.000 hecta của vùng trồng nho này. Thế thì cái điều thuận lợi của vùng Abruzzo là nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi khí hậu của một cái dãy núi rất là cao tên là Sasso, Gran Sasso. Gran Sasso là một dãy núi cao khoảng hơn 3.000 mét. Sau đấy là có sự giao thoa của khí hậu của vùng biển Adriatico với lại khí hậu lạnh ở trên núi. Bởi thế tại sao nó có một sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất là lớn, và đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho cái việc mà vỏ của cây nho ấy, là nó liên tục phải hoạt động nở ra ban ngày và nó co lại vào ban đêm. Nó sẽ đưa vào trong rượu vang một cái cảm giác mà coi như về chất tannin nó rất là mạnh mẽ và đồng thời cũng đưa lại một cái màu sắc của rượu vang cực kỳ là đậm đặc. Chất liệu đất ở vùng này chủ yếu là vùng là đất sét pha với lại đá vôi, vì thế cũng là cái chất liệu đất rất là thích hợp cho việc trồng nho, bởi vì là sét với lại đá vôi nó có cái tác dụng là nó giữ nước lại, nó rất là thấm nước, nhưng đồng thời nó cũng sét nó cũng giữ nước ở những cái tầng đất ở bên dưới. Đấy là lý do vậy tại sao là vùng này là đưa lại những chai rượu vang có chất lượng rất là cao. Thì hiện nay những cái chai rượu vang chất lượng cao ở vùng này thì thực sự mà nói nó cũng không hề rẻ một chút nào cả, bởi vì chai rượu vang nó thì là có cái giá trị trong khoảng từ 27 cho đến khoảng coi như là 50 euro. Có nghĩa là mình cứ nghĩ là phải là những chai rượu vàng của Tuscany mới đạt đến giá trị như vậy, nhưng mà trên thực tế là nhiều chai rượu vàng khác ở vùng Abruzzo cũng có coi như là giá rất là cao. Thì cái điểm đặc biệt ngoài hôm qua là được thử nếm rất nhiều chai rượu, hai loại rượu vang trắng của vùng này là Trebbiano và rượu vang trắng Pecorino, và sau đó là thử chai rượu vang đỏ Montepulciano d'Abruzzo. Buổi tối khoảng 8 giờ tối, trời bên này thì rất là sáng, nghĩa là cho đến khoảng chừng 9 giờ tối là trời vẫn gần như là coi là sáng trưng, và tối qua cũng là một tối sáng trăng cực là đẹp. Được ăn tối ở trong một lãnh địa mà nó có một điều đặc biệt là cô chủ tên là Kiara, nhưng mà bố lại là người Bulgari và di cư sang vùng này. Thì vì lý do đó mà câu chuyện là họ có một cái tình yêu rất là mãnh liệt với cái vùng đất mà đã cưu mang họ, và cô này cũng là một người phụ nữ cực kỳ là cá tính, cô có thể nói chuyện hàng giờ không hết về tất cả những vấn đề liên quan đến chất liệu đất, liên quan đến khí hậu, liên quan đến coi như là những cây nho trồng ở trong vườn nhà của mình. Và điều đặc biệt nữa tức là cô có xuất khẩu rượu vang sang Việt Nam cho mấy nhà nhập khẩu, đây là chị Loan, và
Cô cũng nói là hãy ngồi ở đây và chúng ta cùng chụp một tấm ảnh để gửi cho người bạn gái của tôi Việt Nam là cô Loan. Ok, vậy là chúng ta cũng hiểu qua một chút về vùng Apuzzo, những dòng nho chính để có nhà trồng nho và làm rượu ở đây, cũng như là phong cảnh ở vùng này, những phong cảnh mà đưa lại một cái ấn tượng cực kỳ là mãnh liệt, những cảm xúc giữa những cái ngọn đồi mà nó coi như là có độ dốc tương đối lớn, có rất nhiều những cánh đồng lúa mì trồng xen với lại ruộng nho, và những cái con đường mà dợp bóng mát bởi vì họ trồng rất nhiều một cái loại cây tên là cây gọi là platan, tức là cây ngô đồng. Ok, trong ngày hôm nay thì đoàn các nhà văn nhà báo sẽ tiếp tục có một cái buổi thử nếm, nó gọi là gang testing, rồi gang testing này sẽ kéo dài suốt từ có nghĩa là 9 giờ sáng cho đến khoảng 5 giờ chiều. Cũng trong buổi tối thì là các nhà sản xuất rượu vang của vùng này sẽ tập nhau lại để cùng chiêu đãi đoàn, như vậy là sẽ là một cái buổi wine dinner cũng rất là lớn, và Việt cũng hy vọng là cũng sẽ được thưởng thức và khám phá rất là nhiều cái chai rượu vang đặc biệt. Cái chai rượu mà Việt đang cầm ở trên tay này, chai Grappa, thì sẽ được mở ra vào khoảng cuối tuần này, khoảng tới thứ bảy hoặc là chủ nhật gì đó, với lại anh chị em ở trong Hà Nội Vino Club và các học trò. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại tại Hà Nội.